Xin chào các bạn. Các bạn thân mến, AnTuTu đang là ứng dụng đánh giá tổng thể hiệu năng điện thoại được sử dụng nhiều nhất hiện nay, với điểm mạnh là mang đến khả năng đánh giá hầu như toàn diện các linh kiện xử lý bên trong máy như chip đồ họa, bộ nhớ, CPU hay cùng nhiều thành phần khác, nên ứng dụng này đã được rất nhiều công ty lấy làm thước đo cho sự phát triển về sức mạnh trên điện thoại của mình, đặc biệt là trong các quảng cáo. Hiện tại thì AnTuTu đã công bố bảng xếp hạng các mẫu điện thoại có hiệu năng cao nhất đang có trên thị trường, và thực sự thì bảng xếp hạng này có khá nhiều sự thú vị mà Mark Channel sẽ cùng các bạn điểm nhanh ngay sau đây nhé. Đầu tiên, không thể không nhắc đến chiếc điện thoại vừa mới ra mắt của Xiaomi, Xiaomi Mi 8. Với hơn 300.000 điểm thì Mi 8 vừa được Xiaomi trình làng ở Trung Quốc ngày 31 tháng 5 vừa qua, đã vượt mặt chiếc Galaxy S9 Plus để trở thành smartphone mạnh nhất thế giới theo bảng xếp hạng của AnTuTu Benchmark. Với việc bỏ qua tên gọi Mi 7 và chuyển thành Mi 8 nhằm đánh dấu 8 năm có mặt trên thị trường di động, Xiaomi đã ưu ái trang bị cho sản phẩm cùng với cấu hình mạnh. Model này sử dụng con chip Snapdragon 845 đi kèm với tỷ trọng RAM 6 hoặc 8GB, không có bản 4GB. Bộ nhớ trong lần lượt của các mức là 64, 128 và 256GB. Thứ hai là chiếc OnePlus 6. Với hơn 275.000 điểm thì chiếc flagship killer mới của OnePlus đứng ở vị trí thứ hai của bảng xếp hạng, cũng như người đứng đầu là Mi 8. Thiết bị của OnePlus nổi bật với thiết kế có nhiều nét tương đồng với iPhone X với màn hình tái thỏ. Tuy nhiên, đây vẫn là một trong những mẫu máy đáng sở hữu nhất tầm giá với cấu hình siêu mạnh như con chip Snapdragon 845 với RAM 8GB, bộ nhớ trong là 128GB. Sức hút của sản phẩm này ngay lập tức đã được khẳng định khi thu hút được đông đảo người xếp hàng mua tại các thị trường phát triển như là châu Âu hay là châu Mỹ. Thứ ba lại là một cái tên nữa đến nhà Xiaomi, Xiaomi Mi Mix 2S với con số là 273.000 điểm. Mi Mix 2S là mẫu điện thoại đứng thứ ba trong danh sách điện thoại có điểm AnTuTu mạnh nhất hiện nay. Thiết bị được coi là một bản cập nhật nhẹ từ chiếc Mi Mix 2 đã được ra mắt vào năm ngoái, khắc phục triệt để được điểm yếu của chiếc Mi Mix 2 về khả năng chụp ảnh. Khi mà Mi Mix 2S đã được công ty trang bị cho cụm camera được đánh giá là ngang ngửa với iPhone X nghìn đô. Và đây cũng là một trong những chiếc flagship cấu hình cao giá rẻ với con chip Snapdragon 845 và RAM 8GB cùng với bộ nhớ từ 64 đến 128GB. Thậm chí thì Xiaomi còn từng giới thiệu một phiên bản giới hạn dành cho chiếc điện thoại này để kỷ niệm sự hợp tác với bảo tàng Anh và đã bán hết veo trong vòng chỉ vài phút. Thứ tư là Sony Xperia XZ2 và XZ2 Compact. Với số điểm tương đương nhau là 265.000 điểm thì Xperia XZ2 và XZ2 Compact là bộ đôi flagship mạnh nhất hiện nay của Sony, ít nhất là cho đến khi phiên bản siêu cấp XZ2 Premium được bán đại trà trong thời gian tới đây. Thiết bị thì mang đến một làn gió mới cho điện thoại của Sony, khi đây là mẫu máy đầu tiên của công ty Nhật Bản sở hữu màn hình 18:9 thời thượng cùng với ngôn ngữ thiết kế Ambient Flow. Các tính năng của XZ2 và XZ2 Compact cũng thuộc hàng đỉnh cao với màn hình HDR, camera hỗ trợ quay video 4K HDR đầu tiên, cũng như là thiết bị tốt nhất sở hữu tính năng quay phim siêu chậm 960fps Full HD. Tuy nhiên thì giá bán của sản phẩm này khá là chát, lên tới 18 triệu đồng tại nước ta. Trong khi đó, chiếc XZ2 Compact dù có mức giá dễ thở hơn nhiều, chỉ hơn 13 triệu đồng nhưng mà kém nhận được sự chú ý do chỉ sử dụng vỏ nhựa, không cao cấp cho lắm. Thứ năm là Samsung Galaxy S9 Plus. Với số điểm trên 264.000 thì chiếc flagship của Samsung đứng ở vị trí thứ 5 bảng xếp hạng. Đây là phiên bản phóng lớn từ chiếc Galaxy S9 tiêu chuẩn, không chỉ có camera kép, màn hình lớn hơn, S9 Plus còn được Samsung ưu ái khi trang bị RAM 6GB thay vì 4GB trên S9. Nhờ thế giúp cho hiệu năng mạnh hơn khá nhiều. Khi được trình làng vào tháng 2 năm nay thì đây là smartphone mạnh nhất thế giới theo điểm đánh giá hiệu năng thống kê từ công cụ AnTuTu Benchmark. Đã có Galaxy S9 Plus thì chắc chắn sẽ có S9. Phiên bản tiêu chuẩn của dòng Galaxy S9 được ghi khoảng 246.000 điểm và được coi là một trong những mẫu điện thoại mạnh nhất vào thời điểm ra mắt. Điểm số cao này xuất phát từ việc Samsung Galaxy S9 được sở hữu con chip nhà làm là Exynos 9810 cho hiệu năng đơn nhân và đa nhân rất ấn tượng. Bên cạnh hiệu năng mạnh mẽ thì S9 cũng là một mẫu điện thoại thú vị về camera với khả năng thay đổi khẩu độ, giúp chụp ảnh tốt trong điều kiện thiếu sáng. Đây cũng là chiếc điện thoại cao cấp bán chạy nhất của Samsung trong nửa đầu năm nay. Thứ bảy là chiếc Huawei Mate 10 Pro. Với số điểm hơn 213.000 điểm thì chiếc Mate 10 Pro vẫn đang là chiếc điện thoại cao cấp của Huawei, có số điểm lớn nhất mà họ có được cho đến thời điểm hiện tại. Sản phẩm là phiên bản nâng cao từ Mate 10 với một số thay đổi về thiết kế, trong khi cấu hình vẫn sử dụng chip Kirin 970. Dung lượng RAM được nâng cấp từ 4GB lên 6GB. Tuy nhiên thì điều này là đủ để Mate 10 Pro nằm trong những smartphone Android mạnh nhất hiện nay rồi. Tiếp theo là chiếc OnePlus 5T. Với số điểm gần 212.000 điểm thì OnePlus 5T đang đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng và là mẫu điện thoại thứ 2 của OnePlus nằm trong danh sách điện thoại có điểm AnTuTu cao nhất hiện nay. Đây là phiên bản tiếp theo của OnePlus 5 với màn hình mỏng hơn, tấm nền AMOLED 6 inch, tỷ lệ hiển thị 18:9. Smartphone của OnePlus vẫn có cấu hình gồm vi xử lý Snapdragon 835, RAM 6 hoặc 8GB và bộ nhớ là 64 hoặc 128GB, với camera kép phía sau là 16MP và 20MP. Tuy nhiên thì điều đáng tiếc là hiện tại OnePlus 5T đã bị khai tử để thay thế bằng chiếc OnePlus 6.
Thứ 9 trong danh sách này đó chính là chiếc Huawei Honor 10. Đây là mẫu điện thoại cao cấp nhất mà Honor, thương hiệu con của Huawei, vừa ra mắt và đã gây sốt tại nước ta trong vài ngày gần đây. Honor 10 thì cũng được trang bị chip AI Kirin 970, dù không có pin lớn bằng nhưng mà dung lượng 3750 mAh. Nhưng thông số kỹ thuật và hiệu năng ở model của Honor còn nhỉnh hơn Mate 10 khi có tỷ trọng RAM lên tới 6GB. Sản phẩm đang ở vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng với con số là 211.000 điểm. Và cuối cùng, vị trí thứ 10 ra đồng đề cử của OnePlus 5, Nokia 8 và Huawei P20 Pro. Cả ba mẫu điện thoại này đều có số điểm AnTuTu khá tương đồng là trong khoảng 208-209.000 điện. Trong đó, thủ OnePlus 5 ra mắt từ nửa đầu năm 2017, nhưng hiệu năng ở mẫu smartphone Trung Quốc giờ vẫn là rất mạnh. Ở thời điểm ra mắt thì OnePlus 5 được cho là smartphone nhanh nhất về khả năng xử lý. Sản phẩm sử dụng con chip Snapdragon 835 và là smartphone hiếm hoi không có dung lượng RAM 4GB mà chỉ có hai tùy chọn là 6 hoặc 8GB. Trong khi đó, chiếc Nokia 8 là smartphone Nokia cao cấp nhất dù ra mắt từ năm ngoái. Việc sử dụng hệ điều hành Android 8 với giao diện gần như nguyên bản giúp cho máy chạy mượt hơn. Tuy nhiên thì model này lại sử dụng vi xử lý Snapdragon 835 để thấp hơn so với chiếc Snapdragon 845 trên những mẫu Android mới được ra mắt vào nửa đầu năm nay. Tại Việt Nam thì Nokia 8 đã liên tục được giảm giá trong thời gian qua và được đưa về mức tầm trung là 8 triệu đồng. Và cuối cùng là chiếc Huawei P20 Pro. Đây là mẫu flagship nhìn đô của Huawei có mức giá còn cao hơn cả iPhone X. Không chỉ là smartphone có camera tốt nhất hiện nay theo đánh giá từ DxOMark, P20 Pro còn có hiệu năng ấn tượng khi lọt vào top 10 của AnTuTu Benchmark. Không dùng vi xử lý của Qualcomm, Huawei sử dụng chip do chính mình làm là Kirin 970 với 4 nhân tốc độ cao 2.4GHz và 4 nhân 1.8GHz. Đây cũng là vi xử lý được tích hợp AI nhằm tối ưu hiệu năng và đảm bảo thời lượng sử dụng pin trâu. Và trên đây là tổng hợp nhanh của MyChannel về 10 mẫu điện thoại Android có điểm AnTuTu cao nhất hiện nay. Bạn cảm thấy ấn tượng với mẫu điện thoại nào? Thì hãy để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Các bạn ơi, các bạn hãy cùng subscribe kênh YouTube của MyChannel để có thể cập nhật được những video hay và thú vị nhất về công nghệ cũng như là về giải trí. Nhớ bấm chuông nha. Và đừng quên tham gia vào group Mac Mobile chăm sóc khách hàng để có thể nhận được sự tư vấn nhiệt tình nhất đến từ các thành viên của Mac Mobile nhé.